Hai, xin mến chào quý cô chú anh chị và quý vị các bạn. Chào buổi sáng. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tôi em đang có mặt ở trên con đường 30 tháng 4. Thì khu vực này là thuộc chợ trái cây của chợ Vĩnh Long. Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, đó là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thì mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành với gia đình nhỏ tôi em mình xem coi tình hình ở chợ Vĩnh Long vào ngày giỗ tổ Hùng Vương như thế nào nha. Trái cây. Tình hình thấy chợ Vĩnh Long vào ngày giỗ tổ Hùng Vương thấy hơi vắng hơn những cái ngày bình thường. Ý là mình đã đi sớm rồi đó. Giờ này thì là 6 giờ 41 phút nha quý cô chú anh chị. Hai bên cái con đường này là bà con bán trái cây đó, rất là nhiều các sạp trái cây, có nhiều sạp ta chưa có dọn ra nữa nè. Hình như bữa nay ngày nghỉ nên người ta dọn cũng trễ hơn á. Phía trước này á là ngã tư giáp với đường Hùng Vương. Bữa nay giỗ tổ Hùng Vương thì giờ chọn ngày thứ tư luôn đúng không? Đúng rồi. Bé luôn.
chung là còn sớm nó chưa mở đi. Mấy người bán buôn rồi sao? Dạ cái dịch này bán không có. Nhớ mấy cô bán xoài không? Ừ. Bữa nay nghỉ luôn. Không biết gì nói.
cắn cái mặt hết rồi trời. Con gì cắn trời? Tối nay em thì bị cắn chưa á, nó qua nằm bên em nó bị con gì cắn nữa. Yeah. Rồi Thang Long mở cửa, Thang Long mở cửa nha. Thang Long ở đây nha. Ờ lú lú lên nè. Hưng Long chứ. Ờ Hưng Long á. Bây giờ thì là các tiệm vàng rất là có tiếng ở Vĩnh Long mình. Quý cô chú mà có muốn mua vàng thì cứ đến người dạy khu vực này mua. Tiệm vàng lớn lắm. Chưa đi đường này nè. Trời ơi đường này nó còn quắn dữ nữa. Tại sao chùa Bà Đanh lại vắng hả? Không hiểu luôn á hả? Chi tiêu. Bữa nay quý cô chú anh chị thấy chợ Vĩnh Long mình sao vắng dữ không, hưa hết người đi ghê không, giữa tổ đáng lẽ là phải nhộn nhịp bà con đi chợ rồi mua đồ về ăn dỗ rồi chứ. Có khúc này à, gần khu vực chợ rau củ quả gì trên đây à, xe đồ ta đi chạy hơi được được tí nha. Này ta đi ngang không chừng á, khi ta đi công chuyện ta đi ngang ta không đi chợ. Trong này nè, vừa tay đi, rồi cho anh ta qua trước đi. Rồi cầm đi em yêu. Được. Thấy sơm sơm hơn miếng rồi đó. Dạ nó ghét gì bữa nay nghỉ luôn.
Như là của Việt Nam Cộng Hòa thấy lên lá cờ màu đỏ gì đó, màu vàng đó. Vậy là tình hình hôm nay Vĩnh Long đường phố ấy cũng hơi vắng nè quý cô chú anh chị, rồi chợ cũng giờ chắc có lẽ đến đây gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báo quan tâm và theo dõi hết cả clip. Xin kính chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye. Bye bye. Chụp